Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh 9 giờ. Vào sáng nay, Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và nhiều tỉnh thành. Phiên tòa xét xử 254 bị cáo, một bị cáo đang bị truy nã. Các bị cáo bị truy tố về 11 tội danh như đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, giả mạo trong công tác. Trong số các bị cáo có Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là hai cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn từ 2019 đến 2022. Đặc biệt, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM xác định Đặng Việt Hà vừa là bị cáo vừa là bị hại trong vụ án. Ông Hà bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân xác định cá nhân ông Hà hưởng lợi số tiền 8,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Hà còn được xác định tham dự phiên tòa với tư cách bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa án Quân sự Trung ương đã xét xử phúc thẩm Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Học viện Quân y. Phiên tòa được mở do các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vào hồi cuối tháng 12 năm 2023, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Quân sự Thủ đô tuyên phạt Phan Quốc Việt mức án 25 năm tù về hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Học viện Quân y, cựu phó giám đốc Học viện Nghiên cứu Y dược, Học viện Quân sự, Học viện Quân y, lãnh 12 năm tù, và Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh 15 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bốn bị cáo còn lại, trong đó có ba cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y, cùng bị tuyên phạt mức án từ 4 đến 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, đơn vị vừa huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh và Công an huyện Tuy Phong triệt phá thành công chuyên án đấu tranh đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động trên địa bàn huyện Tuy Phong do đối tượng Phạm Nhật Trường với lượng tiền giao dịch lên đến hơn 31 tỷ đồng, tạm giữ 7 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc này. Kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 6 năm 2024, Phạm Nhật Trường mua lại từ một đối tượng chưa rõ lai lịch một tài khoản cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua trang mạng waza88.com thuộc hệ thống website bóng88.com. Sau đó, Trường đã phân chia thành nhiều tài khoản cấp đại lý để giao cho các đối tượng Nguyễn Văn Tuyền, Nguyễn Thanh Trí và một đối tượng khác trên địa bàn để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 đến ngày 11 tháng 7 năm 2024, tài khoản của Phan Nhật Trường đã giao dịch tổng cộng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Với hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng Đặng Vũ Hoàng, chú tại tỉnh Đồng Nai, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Trước đó, Hoàng đã đến một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Đại Phước làm nhân viên tiếp tân, rồi lấy trộm một chiếc xe máy của chủ cơ sở. Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ được Hoàng khi đang lẩn trốn ở thành phố Biên Hòa, thu giữ chiếc xe mô tô Hoàng đã trộm cắp. Một gia đình đang trên đường đi bộ về quê vừa được trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ. Vợ chồng anh Đỗ Bá Duy và chị Bàn Mai Hương cùng con nhỏ mới 9 tháng tuổi đi bộ về Tuyên Quang trên quốc lộ 1A. Cả gia đình làm công nhân tại công trình xây dựng ở khu công nghiệp Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Làm việc được hơn một tháng, vợ chồng anh không được chủ thầu trả lương, ứng lương nên không có tiền và quyết định đi bộ về Tuyên Quang. Qua 5 ngày với 4 lần bắt xe, vợ chồng anh đến địa phận Đà Nẵng rồi tiếp tục đi bộ. Các cán bộ trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã lo cơm nước, mua sữa cho cháu bé, quyên góp một số tiền nhỏ làm lộ phí và vận động xe khách chạy tuyến phía Bắc đưa gia đình anh Duy về quê an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.